Đang đi vào ngày mùng 3 tháng 2 Việt Nam là bây giờ vào ngày mùng 4 tháng 2 Vâng, thưa quý khán giả, ngày mùng 3 tháng 2 là cái ngày có lẽ là bất cứ người Việt Nam nào cũng phải biết. Và ngày mùng 3 tháng 2 kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều không thể phủ nhận dù là ưa hay là ghét Đảng Cộng sản, dù là đảng viên hay là không đảng viên, thì lịch sử Việt Nam vẫn ghi nhận rằng sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bước mở đầu cho sự độc lập và thống nhất. Sự độc lập của Việt Nam sẽ bắt đầu từ năm 1954, sau khi quân đội Pháp đầu hàng tại trận chiến Điện Biên Phủ. Và sự thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1973. Với mấy kết quả của cuộc hòa đàm Paris tháng 2 năm 1973, thì sau đó quân đội Mỹ lần lượt từ từ rút ra khỏi Việt Nam. Và sự rút lui của Mỹ đã đưa đến sự sụp đổ toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù vũ khí, quân số tất cả đều vượt trội. Điều đó nói lên là, thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng tôi đang đi trên đường Bôn Sa, quý vị nhìn thấy hai bên đường có những cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì họ cũng lợi dụng tất cả những cái cơ hội gì mà có lý do để xin phép thành phố để treo cờ. Và thưa quý khán giả, với vấn đề treo cờ này thì tốn khoảng chừng từ 2.000 tới 3.000. Lâu lắm rồi chúng tôi không sinh hoạt với hội đồng thành phố, chúng tôi không biết. Nhưng mà cái tiền mà mướn xe mà để đi treo đó là cái khoảng chừng 2.000. Những cái xe cầu để mà họ treo lên á thì là mất 2.000. Xin lỗi quý vị là tôi nói hơi đang lạc cái đề tài bên kia, nhưng mà tại vì đi tới cái chỗ này thì mình lại phải không, thôi lát lại quên. Thì còn cái vấn đề mà thành phố họ đòi tiền hay không đòi tiền thì là do cái tài ngoại giao của ông thị trưởng Baby Luck Đã Đức Chí và ông phó thị trưởng Diệp Minh Trường. Và chúng tôi nghĩ rằng con người ta có ba nghị viên thêm bà bác sĩ Kimberly nữa, thì họ rất dễ dàng để mà xin được một cái tiền miễn lệ phí. Nhưng mà những cái phướng treo trên này, thưa quý khán giả, là có tiền hết. Những cái phướng đó treo ra trên đó là từ 500 cho tới 1.000, tùy theo, nhưng mà đã tất cả đều mang một cái cỡ thì nó là 500. Quý vị thấy cái phướng treo cạnh trên các cột điện nó đề ra cái phướng của thành phố đó thì nó màu là màu đen, nền đen đấy, còn phướng của cộng đồng đó thì nó màu đỏ chữ vàng, màu đỏ chữ vàng nha, nền đỏ chữ vàng. Vâng, thưa quý khán giả, sáng ngày chúng tôi đưa lên trên Facebook, quý vị nhớ vào trong đó coi một cái hình ảnh rất là buồn cười. Cái lễ khánh thành kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1975, vào phút thứ 21, khi người ta nói tưởng niệm tức là người ta nói sự đau buồn, đúng không? Và khi nói đau buồn là không có cười đùa, phải nghiêm trang, phải nghiêm túc. Nhưng mà phút 21, ông thị trưởng Baby Luck Tạ Đức Chí và ông Phan Tấn Ngưu, hai người cười hả hê, trong khi ông Lê Văn Ba là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ đang phát biểu. Mà cái ông Lê Văn Ba này, ông phát biểu cũng vui lắm. Tất cả mọi người phát biểu thì nó chỉ có một hàng ngang, cái khoảng chừng 20 người thôi.
cả một cái nạn nhân của ngày 30 tháng 4 75 chỉ còn có khoảng chừng 20 người đứng đó. Chúng tôi trong cái phim chúng tôi, quý vị nhìn kỹ này, và chúng tôi có chụp hình lại nữa. Thì mọi người đứng ở hàng ghế, ở cái hàng mình đang đứng, từ ông thị trưởng Tạ Đức Chí là người phát biểu đầu tiên, tới bà bác sĩ Kimberly, xong rồi tới ông Phát Bùi, sau đó thì tới các chức sắc cộng đồng. Thì thưa quý khán giả, phút 21 hai ông này cười hả hê, cười nghĩa là thoải mái luôn, giống như đang coi cái là hài kịch của Hoài Linh hay là Chí Tài hay là kịch của Thuy Nga Paris. Vâng, chưa nói tới Thuy Nga Paris, thưa quý khán giả, ở bên tờ báo Người Việt thì không đăng cái bản tin của tờ báo Nhân Dân nói về cái đài truyền hình Vĩnh Long và đài Việt Phay của Mỹ, tức là đài VFay đó, tức là đài của Thuy Nga Paris, nhưng lại viết một cái bài khác ám chỉ rằng tờ báo Quân Đội Nhân Dân là nói láo. Chúng tôi rất là ngạc nhiên ở cái chỗ này, thưa quý khán giả, bữa nay thì sắp sửa Tết này, để cái cờ ra cho nó đông này ở tượng đài chiến sĩ này. Bờ vui lắm. À, hồi xưa vua Đức Trần Hưng Đạo thì chưa có súng, nhưng bây giờ làm mấy cái cột, những cái cột mà quý vị thường hay thấy để người ta chặn cho xe nó không đụng vào những cái tượng hay là cái, thì thay vì cột tròn thôi thì đây là làm cái cột đen thui mà cái đầu nhọn nhọn, nó giống như viên đạn ấy. Đức Trần Hưng Đạo làm gì có đạn đâu mà bắn. Bên tay trái của chúng tôi là cây đào, đây là hồi đó là thành phố, lúc đó họ xin được khoảng 30 cây đào để trồng dọc phố Bôn Sa, nhưng mà có lẽ là không được chăm sóc, cái giờ này chưa thấy một cái hoa nào hết. Bây giờ mới trổ mầm thì không biết là chừng nào có hoa, mà chúng ta chỉ còn khoảng chừng 12 ngày nữa là bắt đầu là đón Tết. Đấy, có một vài cây bắt đầu có hoa rồi. Vâng. Mấy người ta hay gọi đây là cây bông hoa anh đào của ông Du Miên. Thì hồi đó là ông Du Miên với sự tiếp sức của mấy nghị viên của phe mà thất nhân bang đó, xin được trồng một số cây. Thì có một số cây đó thì bị chết. Ví dụ ở ngay trước cái bên tay trái chúng tôi đó là cái cây, cái khu đó là Asian Garden Mall, thì cái cây chết đã bứng đi và đã đổ xi măng kín cái lỗ đó, tức là không cho trồng cái gì nữa khác. Đây là những cái phướng đề sponsor bởi các thương nghiệp chúc mừng năm mới Mậu Tuất. Bây giờ họ tiến bộ rồi, họ không để cung chúc tân xuân mà họ để chúc mừng năm mới, thì như vậy là một sự tiến bộ nhá. Thì như vậy là đừng có chửi là tiếng Việt cộng với tiếng Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Việt Nam là tiếng Việt Nam mà đọc ra thì chúng ta phải hiểu. Chúc mừng năm mới thì rõ ràng là ai cũng hiểu hết. Một đứa con nít mới bập bẹ biết nói ở Việt Nam cũng hiểu chúc mừng năm mới là cái gì. Cháu tôi 4 tuổi nó cũng biết chúc mừng năm mới. Năm ngoái nó có 3 tuổi, nó còn tới chào ông bà, chào mọi người để nó lại chúc mừng năm mới, để nó được mừng tuổi. Thì cứ cung chúc tân xuân thì rõ ràng là tiếng Hán Việt. Thế mà tại sao mình cứ phải chửi là không dùng tiếng người Việt cộng? Mà khổ một cái là mấy ông HO đó là người dùng tiếng Việt cộng nhiều nhất. Đấy, cứ chửi người ta mà xong khi đấy, cái bảng quý vị thấy rằng đó, nền đỏ chữ vàng. Đây là cái bữa nay là thứ bảy, rất là đông. Đông hơn là bữa hôm nọ, ngày khai trương mà chúng tôi đi hôm thứ sáu. Thì đa số là mấy bà mà lấy chồng Mỹ
thì là đi nhiều nhất, thưa quý khán giả. Lấy chồng Tây nhưng mà lại muốn tìm lại hương vị của quê hương, và lại cũng muốn mang mấy ông Tây tới giới thiệu. Hôm ấy chúng tôi có nói chuyện với một ông Mỹ, thì ông ấy bảo rằng, tôi hỏi ông có ăn nước mắm không? Ông bảo tuyệt vời. Ông bảo là ông ăn cái spring roll, tức là cái chả giò đó. Ăn spring roll mà không có nước mắm là không có mùi vị. Đấy, ông có nói như vậy được mà. Thế mà có nhiều người Việt Nam nhá, ngay trong gia đình chúng tôi, có người lại không ăn nước mắm. May ra ăn xì dầu, nhưng mà nước mắm, mắm nêm với mắm tôm là hoàn toàn không có. Có nhiều người như vậy. Tôi có ông cậu ruột, ông mất rồi. Ông nó sợ mắm tôm lắm. Ở nhà mẹ tôi mới lại mấy người trong gia đình cứ chọc ông là đâu phải tuổi con khỉ đâu mà lại cứ sợ mắm tôm. Tại vì khỉ nó sợ mắm tôm kinh khủng. Chào Tiến Đạt. Vâng. Thưa quý khán giả, chúng ta chỉ còn có gần 12 ngày nữa. Ở Việt Nam là coi như là đã còn đúng 12 ngày. Ở Việt Nam bây giờ thì mới có là 3:45, gần 4 giờ là chúng ta đi vào giao thừa, đi vào Tết Mậu Tuất. Thưa, tuần trước hình như là trong một cái live stream chúng tôi có nói lộn ngày. Ngày thứ 6, tức là ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất, đúng không ạ? Thì còn ngày thứ 7 đó sẽ có một cuộc diễn hành ở trên cái đại lộ chúng tôi vừa đi qua đây. Và cuộc diễn hành không đi qua cái khúc đường này mà đi tới cái đường ngã tư vừa rồi đó, thì mà phải rẽ tay phải để giải tán một cái đoạn đường không đầy 300 thước. Diễn hành không đầy 300 thước, thưa quý khán giả. Lý do rằng á, nếu mà đi xa hơn thì phải nhiều tiền hơn, là bởi vì thành phố nó phải cung cấp cảnh sát này, họ phải cung cấp họ phải cung cấp cảnh sát này, họ phải cung cấp nhân viên làm vệ sinh này, thành ra tính thêm tiền. Ở bên Mỹ họ rất thực tế, cái gì cũng bằng sổ sách, cũng có tính toán nhau hết. Nếu mà có cái vấn đề vận động thì phải vận động ở bên trong, tức là bên phòng các ông đóng cửa lại vận động với nhau. Và ngày hôm nay nói chuyện vận động thì ông Nân, một dân biểu của Đảng Cộng Hòa, đã cho tiết lộ một cái hồ sơ tối mật về cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump và bà Hillary Clinton. Ngày hôm qua ông Tổng thống Donald Trump, cái này là ăn thua ông Trump hết, ông đồng ý cho phát hành, tức là cho đưa ra ngoài công chúng hay không là do ông Donald Trump. Và cuối cùng thì ông Donald Trump đã đồng ý. Đây là một trái bom nổ ở trên đất Mỹ. Chúng tôi trưa nay chúng tôi, tức là buổi sáng sớm, có thể là chưa biết, trong lúc ngày này hôm nay trong lúc nào chúng tôi rảnh, chúng tôi sẽ gửi tới quý khán giả một cái bản tin thời sự. Nhân tiện đó chúng tôi sẽ đọc cái lịch sử của thành lập 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một tờ báo duy nhất ở hải ngoại dám nói lên một cái sự kiện mà rất là nhạy cảm đối với cộng đồng Việt Nam, nhất là cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa này. Vâng, thưa quý khán giả, một trái bom đã nổ và cái người mà thắng cái trận, cái trong cái tài liệu này là ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa và một số người chúng tôi sẽ phân tích.
Người thua là bên bà Clinton, Đảng Dân Chủ, và ông Nguyên, giám đốc FBI là ông Comey. Bây giờ qua cái tài liệu này mới thấy lòi ra được tất cả những cái sự thật trần truồng và giả dối của cái nền công an của Hoa Kỳ. Tôi nói công an Hoa Kỳ đây có nghĩa là FBI. Đây là một con đường chúng tôi gọi là đường Brook Hurt. Tiếng Mỹ nó gọi là Brook Hurt. Brook Hurt, nếu mình nói nhanh á thì nó thành